Nhắc đến Nhật Bản, người ta vẫn xem đây là một trong những quốc gia an toàn, văn minh nhất thế giới. Tỷ lệ tội phạm tại quốc gia này thấp thứ hai trên thế giới và liên tục giảm trong 13 năm qua nhờ sự tăng cường hoạt động của cảnh sát cũng như sự cải thiện từng ngày, từng giờ trong ý thức của người dân. Bạn có tin rằng trong cả năm 2015, cảnh sát ở Nhật Bản chỉ ghi nhận một trường hợp gây sát thương bằng súng. Tình hình an ninh ở quốc gia này tốt đến mức cả tổ chức xã hội đen khét tiếng cũng lâm vào tình trạng không có việc để làm. Tuy nhiên, đâu phải vậy mà Nhật Bản lại không xảy ra trộm cắp. Gần đây nhất, một cụ ông 73 tuổi ở quận Higashi, thành phố Fukuoka đã bị cảnh sát bắt giữ với tội ăn trộm một quả nho tại cửa hàng tạp hóa gần nhà. Theo tờ Japan Today, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng theo giờ địa phương ngày 3 tháng 10. Khi đó, chủ cửa hàng tạp hóa phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có hành vi đáng ngờ, liền nấp vào một nơi kín đáo và theo dõi. Cụ ông 73 tuổi này, trong khi đi bộ ngang qua cửa hàng, đã tiện tay lấy một quả nho trị giá 55 yên Nhật, khoảng 0,5 USD, rồi thản nhiên bóc vỏ và ăn ngay tại chỗ. Ông bị bắt quả tang và bị giao nộp cho cảnh sát ngay sau đó. Người chủ của cửa hàng tạp hóa cho biết mình đã phát hiện những dấu vết đáng ngờ tại hiện trường là vỏ nho bị ném trên vỉa hè trước cửa hàng và bắt đầu nghi ngờ về sự việc từ nửa năm về trước. Cảnh sát Higashi cũng đang điều tra xem cụ ông này có liên quan đến các vụ trộm nho diễn ra vào trước đó hay không. Nếu có, ông có thể bị cáo buộc về tội phá hoại tài sản và phải nộp mức phạt lên đến 1.000 yên, khoảng 9 USD. Theo Soranews thì cho đến hiện tại, cụ ông này vẫn bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định bản thân mình vô tội. Vụ việc chưa đi đến hồi kết và nhận được nhiều sự chú ý của dư luận Nhật Bản. Phần lớn mọi người đều tỏ ra không mấy cảm thông trước hành động của ông. Ông ấy đang tự tay đánh mất một tương lai tươi đẹp chỉ vì một quả nho, một người bình luận. Phạm tội là phạm tội, ít hay nhiều gì cũng vậy. Ăn một quả nho là xấu luôn cả chùm, bị bắt là đúng rồi. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng việc bắt giữ của ông này là quá nặng tay, chỉ nên cảnh cáo, yêu cầu đền bù thiệt hại và cam kết không tái phạm nữa là đủ. Nói đến những vụ mất cắp tại Nhật Bản, chẳng ai có thể quên vụ ăn cắp xe đạp tại quốc gia này vào một năm trước. Ở Nhật, thứ dễ mất nhất là xe đạp. Vì người dân nước này tin tưởng vào hệ thống an ninh, ý thức của mọi người nên thường để xe trước cửa nhà mà không khóa. Ngày 18 tháng 7 năm ngoái, chủ tài khoản Twitter Percy 23555 bị mất một chiếc xe đạp, nhưng diễn biến sau đó đã khiến anh không biết vui hay buồn, còn cư dân mạng cười lăn. Theo đó, gã trộm xe đạp sau khi nhận chiếc xe đã có những hành động vô cùng tử tế. Hắn ta mang đồ trả lại vị trí cũ, kèm theo lời xin lỗi đáng yêu gắn trên giỏ xe. Không chỉ vậy, gã này còn tặng cho chủ nhân chiếc xe một quả dưa hấu, món không hề rẻ ở Nhật. Có vẻ như hắn ta muốn đền bù tội lỗi mình gây ra. Bạn có muốn biết nội dung tin nhắn không? Hắn ta đã viết thế này: thành thật xin lỗi vì lấy xe đạp mà không xin phép. Để tạ tội, tôi gửi quả dưa hấu, bạn ăn ngon miệng nhé. Nhớ úp lạnh quả dưa trước khi ăn, như vậy sẽ ngon hơn. À, đừng quên khóa xe, coi chừng bị lấy mất đấy. Nhật Bản quả thật là nơi xuất phát những điều hết sức kỳ lạ và thú vị, đến nỗi vụ trộm cũng chẳng giống ai. Bạn nghĩ sao về những vụ trộm có 102 này?